Siêu trí nhớ học đường rất vui được gặp lại các em. Ở bài học lần này chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu về tính chất hóa học của hai hợp chất chứa lưu huỳnh, đó là hydrosulfur và sulfur. Với hydrosulfur, ngoài tính khử thì nó còn có tính chất hóa học, đó là khi hòa tan vào nước tạo ra được axit sulfur hydric, thể hiện tính axit yếu. Sulfur khi hòa tan vào nước cũng tạo ra được axit yếu, đó là axit sulfur. Vậy tính chất hóa học của chúng như thế nào? Thầy trò của chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở bài học này các em nhé. Chúng ta thấy rằng hydrosulfur khi tan trong nước thì tạo ra được dung dịch axit sulfur hydric. Khi đó dung dịch này thể hiện tính chất của một axit, nhưng axit này yếu hơn cả axit carbonic, và bằng chứng thực nghiệm là axit carbonic đẩy được hydrosulfur ra khỏi muối natri sulfur, tạo ra được natri hydrocarbonate và hydrosulfur tạo thành. Đây chính là phương trình hóa học chứng minh được rằng axit sulfur hydric có tính axit yếu hơn axit carbonic. Tiếp theo, chúng ta thấy rằng khi cho tác dụng với dung dịch 3 giờ thì tùy thuộc vào tỷ lệ mol, với 1 mol kiềm, 1 mol axit sulfur hydric sẽ cho ra được muối natri hydrosulfur. Với 2 mol kiềm, 1 mol axit sulfur hydric sẽ cho chúng ta được muối natri sulfur. Với lưu huỳnh dioxit thì sao các em? Chúng ta thấy rằng đây là một oxit axit. Khi tác dụng với nước sẽ cho ra được axit sulfur. Đây là một axit kém bền và thể hiện đầy đủ tính chất của một axit, đó là tác dụng với 3 giờ cũng tùy thuộc vào tỷ lệ mol. Với 1 mol sulfur, 1 mol kiềm cho ra được muối natri hydrosulfide. Với 1 mol sulfur, 2 mol kiềm sẽ cho ra được muối natri sulfide. Và điều này sẽ có một loại bài tập liên quan đến việc xác định sản phẩm của muối khi cho các khí hydrosulfur lưu huỳnh dioxit phản ứng với dung dịch kiềm. Minh họa rõ hơn, thầy sẽ cho chúng ta một cái bảng sau đây để các em dễ dàng hệ thống hóa kiến thức. Đây là bảng để mô tả toàn bộ các bước giúp chúng ta xác định được sản phẩm khi cho hydrosulfur hoặc lưu huỳnh dioxit phản ứng với kiềm. Chúng ta đầu tiên tính tỷ lệ T của chúng ta bằng số mol của OH trừ chia cho số mol của hydrosulfur hoặc là lưu huỳnh dioxit. Nếu như giá trị này nhỏ hơn bằng 1, với hydrosulfur chúng ta cho được muối HS1 trừ. Với sulfur chúng ta cho được muối HSO3 1 trừ, đó là muối hydrosulfide, còn đây là muối hydrosulfur. Tương tự ở đây, nếu như tỷ lệ này nằm giữa 1 và 2 thì chúng ta cho ra cả hai loại muối. Còn nếu như T này lớn hơn bằng 2 thì chúng ta cho ra được muối sulfur S2 trừ với H2S, hoặc sulfide SO3 2 trừ với SO2. Và chúng ta lưu ý rằng với trường hợp T lớn bằng 2 này thì kiềm của chúng ta dư, khi đó khối lượng chất rắn, các em cần phải tính khối lượng của kiềm dư luôn. Và chúng ta sẽ minh họa điều này bằng một ví dụ. Chúng ta cùng quan sát. Xác định sản phẩm muối tạo thành trong các trường hợp sau đây. Sục 2,24 lít khí hydrosulfur điều kiện tiêu chuẩn vào 150ml dung dịch natri hydroxit 2M, hoặc sục 3,36 lít khí sulfur điều kiện tiêu chuẩn vào 200ml dung dịch natri hydroxit 1M. Đầu tiên các em cũng tính ra được số mol của các khí và số mol của dung dịch kiềm. Từ đó các em tính số mol nhóm OH. Ở đây natri hydroxit có một nhóm OH nên số mol nó đúng bằng số mol của dung dịch kiềm luôn, là 0,3 mol. Các em lập tỷ lệ T. Giá trị T của chúng ta bằng 3, lớn hơn 2, vậy sản phẩm tạo thành của chúng ta sẽ là gì các em? Quan sát bảng này chúng ta thấy sản phẩm tạo thành chính là muối natri sulfur. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi tính được khối lượng của sản phẩm. Phần này thì các em sẽ luyện tập ở nhà. Phần này, thầy này chỉ gợi ý cho chúng ta cái phần xác định sản phẩm thôi. Còn tính khối lượng thì chúng ta chỉ cần ráp số mol vào, rất đơn giản đúng không nào? Ở câu B này, với khí sulfur 0,15 mol, với kiềm của chúng ta là 0,2 mol, thì chúng ta lập tỷ lệ này cho ra được giá trị là 1,33. Nó nằm giữa 1 và 2, khi đó các em thấy rằng nó sẽ tạo ra được hai muối, đó là natri sulfide và natri hydrosulfide. Chúng ta viết phương trình hóa học và thực hiện giải hệ phương trình cũng cho ra được số mol của từng loại muối và tính được khối lượng rất dễ dàng. Nội dung bài tập này sẽ được luyện tập ở các tiết học lần sau. Vừa rồi thầy trò của chúng ta đã được tìm hiểu về tính chất hóa học quan trọng của hydrosulfur khi tan trong nước tạo ra dung dịch axit sulfur hydric, khi phản ứng với kiềm tùy thuộc vào tỷ lệ mol tạo ra những loại muối đặc trưng, ví dụ natri hydrosulfur hoặc natri sulfur. Còn nếu như với sulfur khi tan trong nước thì tạo ra được axit sulfur. Đây là một loại axit yếu và phản ứng với kiềm cũng tùy thuộc vào tỷ lệ mol sẽ cho ra được sản phẩm là những muối như natri hydrosulfide hoặc natri sulfide.
Rất cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe nội dung bài giảng. Siêu trí nhớ học đường. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các em ở phần học lần sau.